Hello anh em ha, bữa nay tiếp tục gửi đến anh em là cái lô chữ T nói dài ha, nói dài nói tiếp theo. Tại vì cái lô bữa trước không biết là nó bị cái lỗi gì nữa mà nó không báo qua cái khi mà em đăng video lên á, nó không có báo qua cái điện thoại của những anh em mà bấm đăng ký kênh rồi bật tất cả những thông báo á, nó không báo qua nên là mấy anh em đó không có coi được. Mà mấy cái máy này bán là chủ yếu là cho khách mà chưa có đăng ký kênh, tức là mấy khách mà lâu em á, đa số là mua mấy kênh này, còn mấy cái anh mà theo dõi Zalo với lại Facebook thì mới hay mới vô con mua. Những anh em mà bấm đăng ký kênh YouTube không đó là nó không có báo, không hiểu sao luôn. Do đó là trong cái lô này thì nó sẽ còn, nhất là mấy cái máy bơm nè, nó không có tương tác với anh em nên là cái lô đó nó kiểu giống như bị lỗi. Thì bữa nay em tiếp tục em quay lại cho anh em cái tô lô chữ T tiếp ha. Thì ở đây là cái lô T nè, nói chung là nói không có tương tác được nhưng mà bán cũng sẵn luôn, bán mấy máy còn có khoảng, mà nếu mà bữa hổm nó tương tác kênh được hết là cái lô này chắc bán hết, nhưng mà nó cũng đầy xe luôn em ơi, tới nóc luôn nè, đó tới chỉ luôn. Rồi đây là cái lô mà bữa trước em đăng ha, lô bữa 10 giờ 15 hay gì đó. Đó cái lô đó nó lỗi tới lỗi lui, đăng nó không có báo qua kênh đó. Bữa nay em quay tiếp tục cho anh em ha. Rồi thì bữa nay là cắt cỏ với bơm nước, cưa thì có 3 cây thôi, cưa tại vì về được mấy cây, có mấy ông ổng lại tiệm ổng mua ổng guồn quá trời guồn rồi, hôm qua ổng lụm hết mấy cây rồi, nó còn có 3 cây thôi, 3 cây cho 3 cây ha. Rồi bơm nước với lại bữa nay á, gắn cái ống vô bơm thử cho anh em, có nhiều anh em không biết cái bơm này nó bơm nó cái lượng nước nó ra nó mạnh như thế nào, thì em gắn hạn sẵn thử đây luôn, chút xíu nữa em sẽ quay bơm thử cho anh em coi nó mạnh như thế nào. Nó phun một cái ha, như là bơm tinh quả tiễn vậy đó, anh em đón xem ha. Sau khi em review xong cắt cỏ sẽ quay cái này cho anh em xem, nhớ nha, nhớ đón xem ha. Đó hay, bữa nay lô này hay lắm nha, lô này bữa nay có thí nghiệm ha, bữa nay có thí nghiệm luôn. Rồi thì cũng như mọi khi thì có rất là nhiều kênh bán, nhưng mà khi mà anh em đến với cái kênh của em thì em sẽ mang bao cho anh em là máy bao ngon, giá bao rẻ đó, và bao luôn phí ship, hướng dẫn sử dụng chi tiết tận tình cho anh em luôn. Đây là số điện thoại hotline bên em chỉ xài duy nhất số này thôi, không, số này không bao giờ hết tiền, số này cả chục triệu trong tài khoản không bao giờ rút hết tiền nha, chỉ xài duy nhất số này thôi. Rồi đây là cái thủ tục đặt hàng, thì anh em muốn mua đó thì đặt cọc trước giùm em 200.000 qua cái tài khoản ngân hàng, em sẽ nhắn cho anh em cái số tài khoản ngân hàng. Thì anh em mua thì nhớ giùm em là đặt cọc thì đặt cọc liền, em đợi cho anh em khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng thôi, chứ có nhiều anh em đăng buổi sáng cái hẹn hò ha, tới trưa đi chưa chuyển cho anh, trưa đi chừa cho anh, chừa chắc chắn cho anh cái con đó, anh người lớn không à, chừa cho anh cái con đó chắc chắn tới trưa là anh chuyển tiền. Cái điện thoại em đâu em, điện thoại em đâu, vẫn coi đây để em quay cho anh em coi cái này hay lắm nè. Đây để làm một cái ví dụ cho anh em coi. Đây nè, cái ông nội này nè. Đây. Nè, có anh có trên kênh anh lên vô ha. Đây 0963203086. Đó. Kêu đặt cọc á thì nhắn cái số tài khoản qua cho. Nhắn xong rồi bắt đầu là không có cọc liền. Giờ này em lúc em nhắn là 8:30, 8:20 hay gì đó. Đó là bắt đầu là kêu hẹn chừa anh chắc chắn, anh người lớn, anh là nói không có hai lời đâu. Em chừa cho anh chắc chắn cái con đó tới trưa là chuyển cho vợ anh đi làm về, anh chuyển cho các kiểu, mình người lớn với nhau mình nói chuyện là cái nào là chắc cái đó, anh nói như đúng rồi vậy đó anh em. Rồi ha, em đợi nè, tới 12 giờ và tới 1 giờ luôn em gọi ha, em gọi chừng cháy máy ổng luôn, không bắt máy luôn em. Đó, gọi không bắt máy luôn, mất tiêu luôn. Đó. Lúc thì nói anh ở Hà Tiên, lúc nói ở Vĩnh Gia Chi Tôm á, mà Hà Tiên với Vĩnh Gia Chi Tôm là cách nhau cả 100 cây số mà đổi địa chỉ nhanh thiệt. Đó thấy không? Đây là một cái ví dụ để cho anh em thấy á. À, có nhiều anh em vì khách quan thôi, tại vì có nhiều anh em cho em leo cây hoài à, do đó là vì cái lý do khách quan, do đó là anh em mà mua cái máy nào đó thương tình em đó thì làm ơn, nếu mà ưng rồi á thì chốt bụp liền, chứ không có cái gì mà dây dưa, nó khó lắm anh em ơi. Rồi nó mắc tình cảm của anh em, rồi em chừa cho đã xong bắt đầu cho em leo cây, nó nóng vô cùng thấy không, nhất là cái ông đó đó đó. Rồi còn máy bên em là test nổ ok hết, có nhiều anh em nói rồi, mày vô clip mày quay liền đi, chứ mày cứ nói xà quần cái cách đặt hàng hoài, bữa nào clip nào cũng nói thì anh em thông cảm, tại vì anh em thì anh em coi em hàng ngày rồi, nhưng mà cũng có nhiều anh em mới xem em lần đầu nên là phải giới thiệu, phải cho anh em biết cái thủ tục đặt hàng, chứ có nhiều ông mà ông coi xong rồi ông gọi ông không có biết cái thủ tục đặt hàng, rồi ông không có biết địa chỉ ở đâu. Cái địa chỉ em trình định đây nè, cửa hàng Phú Hương 49 Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang, clip nào cũng có quay cho, mà bấm điện thoại lên cái hỏi cửa hàng mày ở đâu vậy, cửa hàng mày ở đâu vậy, vậy hoài đó ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô cái chốt máy ha. Em ra cầm điện thoại quay coi. Rồi mình sẽ vô mình test từng máy cắt cỏ cho anh em. Bữa nay thì nó ít nên là mình sẽ test
hết mấy cái máy cắt cỏ với lại máy cưa, còn bơm nước thì quá nhiều rồi, không có châm đủ xăng. Bơm nước thì chỉ test đơn cử cho máy đó thôi ha. Đầu tiên là cái con T này là mã nó là, anh em nhớ giùm em cái mã nha, T46 1.2 triệu, con này là G2KC ha, G2KC. Máy là máy hệ nha, cái dòng G2K rồi lớn hơn G3K rồi này kia. Cái con này thì cái nồng nó khoảng là 32 ly, máy nó khoảng 23cc. Con này thì nó không có đẹp về cái hình thức bên ngoài nhưng mà máy nó ngon về hình thức bên trong, tại vì nó là máy hệ, nó hai sừng nè, Komatsu hoặc là G2K là nó đó ha. Đây con này thì 1.2 triệu nè, giá bao ship luôn. Con T46 này 1.2 triệu nha anh em. Với lại cái con này nè, cái chén úp ngược ở dưới này nè, nó đâu bằng kim loại. Thì khi mà nó nặng á, ở đây nó nặng nè, khi mà đưa vô cái lưỡi vô thêm nữa là nó có cái độ dục giống như máy dầu vậy, cắt nó rất là sướng, trắng cỏ zin luôn nha. Hai tay cầm anh em ha. Đấy, G2KD, cái chân nó có chân bảo vệ đây luôn. Cái dòng này chạy rất là bốc. Đó, cái dòng này là cao cấp hơn là G3K đó, là anh em biết là G3K là hứ dữ, thì thằng này là cũng hứ đàn em chứ không phải hứ chơi đâu. Rồi cái tiếp nữa là cái con T47, con này 1.3 triệu, con này thì Hitachi. Con này máy rất là đẹp nha. Con này cái lá màu xanh nè, rất là đẹp. Con này thì 21cc, nồng nó 32 ly. Mà nói chung là máy này thì nó đẹp, cọp, trắng cỏ zin luôn ha. Con này cái sừng màu đen, T47 1.3 triệu. Rồi chế quanh rồi tự động nha nè. T47 1.3, máy rất là ok, Hitachi 1.3. Còn anh em nào mà cũng thích cái dòng này nhưng mà thích cái chụp giật trợ lực đó thì thêm 50.000 nữa lấy con T48. Con này 1.350.000, nó mắc hơn 50.000 ở chỗ cái chụp nó là trợ lực, chứ còn nó y chang như cái con T47 ha. Hitachi, con này 21cc, nồng 32 ly luôn, hai tay cầm này mình dựng lên được nha, tại vì ghim về nó nằm ngang, nó ngang ngã xuống để cho nó gọn á, mình nhóm bốn móc này ra mình dựng theo chiều nào, nghiêng cỡ nào cũng được chứ. Đó, cái lắp nó rất là đẹp, nói chung là hai cái con Hitachi này bữa nay rất là đẹp nha, hai con này là hoa hậu á, trắng cỏ zin luôn. Còn anh em nào không biết trắng cỏ zin, muốn hai trắng cỏ hai mới thì trai nha, nhưng mà cái này chỗ này nó mẻ chút xíu không thành vấn đề chứ, nhưng mà được cái là cái trắng cỏ zin nó rất là dày dặn hơn so với trắng cỏ hai mới nha. Rồi con này nổ thử nha, T48 1.350.000. Bữa nào ít máy thì em test nổ cho anh em được, chứ còn nhiều máy quá, có bữa 40-50 máy test nổ đâu nổi nữa, nên anh em không cảm. Rồi, con này 350 ha. Kế tiếp nữa là một cái con Maru. Con Maru này Maru máy hệ nha. Maru thì nó có nhiều loại, nhưng mà cái Maru 247 này đó là cái máy vip. Tại sao nó vip? Tại vì nó có cái cục cao su giống như là cao su mà niệm cao su vậy đó. Khi mà anh em đưa vô cái eo, anh em tì vô đây nè, nó không có bị đau cái eo mình ha. Rồi con này đặc biệt cái nữa là nó có cái chén này. Là anh em là về cắt cỏ bằng chén cước được luôn, khỏi phải mua thêm cái chén cước. Tại vì khi mình chỉ cần khoan vô đây thôi là nó thành cái lưỡi ổ cước liền rồi. Cái này made in Japan nha, zin của nó là gì. Rồi khi nếu mà cắt lưỡi dao thì nó hạn chế sắn cỏ. Cái chỗ này nó hay chỗ đó, trắng cỏ zin luôn ha. Đó, 24cc nha anh em. 24cc nồng nó khoảng cũng tầm cỡ 33 ly ha. Con này thì nó xài cái chế hai kim ha. Chế này chế quanh rồ hai kim. Đó, chế quanh rồi hai kim anh em có thể tương tác được, với lại nó rất là nhẹ nha, tầm 3 kg thôi. Cái con Maru 247 này là cái đời rất là vip nha. Con này là chạy là trong tất cả các đời máy thì cái thằng MB 247 là chạy ngon nhất, cái máy nó êm.
con này chụp giật nó cũng giống như có trợ lực nữa ha, rất là nhẹ luôn, chiều thôi là chạy rồi. Còn anh em nào mà lừa giật á, anh em kéo nghe gì nè, giật thêm cái nữa, lại nổ lên luôn. Rồi con T49 này 1,5 triệu ha. Cái dòng Maru này thì cái đời nó rất là cao. Con này thì đời nó cũng tầm cỡ 25-26 nha nè. Maru thì trước giờ nó như vậy. Rồi kế tiếp nữa là cái con T50. Con này thì 1,5 triệu. Con này là Singu. Con này 2006, tức là 26cc, nòng 34 ly nha anh em. Mấy con bên đây là cỡ tầm trung thôi. Con này 26cc là cỡ bự rồi đó. Con này Maru đó. Rồi rất là nhẹ, nhẹ hiệu luôn. Nó xài cái chế là cái chế 2 kim luôn, nên anh em có thể căn chỉnh theo cái ý của mình, chụp giật trợ lực luôn ha. Hai tay cầm. Rồi công tắc nó nằm ở đây luôn. Đó. Đây, con này thì nó trắng cỏ hai mới. Anh em muốn trắng cỏ zin em hai, anh em trắng cỏ zin miễn phí luôn. Chứ anh em cứ mua, anh em cứ nói. Trắng cỏ zin em nhiều lắm nha. Không hít trắng cỏ hai mới thì em hai. Còn ví dụ trắng cỏ zin không hít, muốn trắng cỏ hai mới hai miễn phí luôn nha. Rồi con T50 là 1,5 triệu nha, nằm 34 ly nha anh em. Kế tiếp nữa là một con Echo. Con này là cái mã của nó là SRE2320, nhưng mà cái máy nó tầm loại khoảng 26cc, nòng 34 ly nha anh em. Tức là máy lớn á. Còn cái dòng Maru, ủa xin lỗi, cái dòng Echo này là dòng Echo cao cấp nha. Chụp giật trợ lực nè ha. Rồi nó có cái đệm cao su giống như cái hàng Maru bên đây, nhưng mà nó lại im hơn hàng bên đây nha. Hàng bên đây thì nó còn hơi cứng, hàng này là im ái cực kỳ luôn. Đó. Giống như hàng kia là kia cao su liên á hơn, này cao su kim lan luôn rồi nha. Rất là êm nha anh em. Với lại cái tay cầm của nó là tay cầm lệch, một bên nó dài, một bên nó ngắn, thì anh em cắt nó rất là nhẹ nha, nó không có bị mỏi tay, cái nó tạo cái hế tay đòn. Thì những cái dòng cao cấp nó mới có cái tay cầm lệch, còn như là cái tay cầm đó là tay cầm đều, nó bằng nhau hết ha. Rồi con này thì zin của nó là trắng cỏ hai mới. Anh em nào không thích thì cứ nói em hai trắng cỏ zin cho anh em. Cái trắng cỏ thì nó đơn giản lắm. Cái tâm ở đây là tâm nhôm. Cái con này được nhiều anh em khoái là ở chỗ là cái tâm ở đây là tâm nhôm, rất là bền ha. Rồi máy chạy thì rất là bốc, nó xài cái chế chế này là chế của cái hàng Echo mà màu xanh á. Chế này là cái chế tối tân nhất hiện nay ha. Rồi đây chụp này, có cái miếng lọc gió, cái miếng lọc cánh gió phụ bằng nhựa ở đây nó còn luôn nè. Nói chung máy này còn rất là cọp ha. Con T51 này 1,7 triệu nha anh em, nòng nó khoảng 34 ly đó. À con này thân xịt xăng. CC mà anh em thấy không, cái dòng Echo này nó nổ thấy nó còn dữ hơn cái hàng bên đây đó, nên là nó mắc tiền hơn ở chỗ đó. Còn bên đây là cũng là 26cc, nhưng mà anh em thấy cái tiếng máy của nó hầm hố hơn hàng Singu bên đây. Hàng Singu bên đây thì cũng là bằng công suất, nhưng mà tiếng nổ nó hiền hơn. Còn hàng này nổ nó hống hách hơn, nó lanh hơn ha. Rồi kế tiếp nữa là cái con T52. Con này thì là 4 hì nha anh em. Con này Makita 4 hì. Con này nó cũng có cái đệm cao su luôn, nhưng mà nó vẫn không bằng cái hàng Echo. Hàng Echo này là êm nhất. Hàng này thì cái đệm cao su này là nó giống với cái hàng Maru bên đây, tức là nó vẫn rất là êm, nhưng mà nó hơi cứng hơn so với cái hàng bên đây. Hàng này bên đây là êm ái nhất ha. Rồi con này là cái tâm ở đây là bằng gì ta, đây giống bằng nhôm luôn nha anh em. Con này bằng nhôm luôn nè, tâm nhôm nè, hàng bên đó cũng tâm nhôm luôn. Và đặc biệt hai cái con cuối này là ga bóp nha anh em. Nào hít ga bóp thì lấy hai con này, với lại hai con cuối này là 4 hì thì chạy nó giống như xe máy mình đó, rất là êm ái ha. Rồi con này thì là một ngựa mốt nha. Hai con này đều là ngựa mốt hết. Con này trắng cỏ zin luôn. Nó bị mẻ ở đây không thành vấn đề nha. Rồi mà cái trắng cỏ zin của mình nó mới hay. Chứ còn anh em không thích thì cứ nói em hai trắng cỏ mới cho anh em. Con này cũng vậy luôn. Cái trắng cỏ zin thì ít nhiều là nó cũng phải mẻ chút xíu, tại không lẽ giờ máy người ta không cắt đúng không? Đó. Nên là có nhiều anh em bắt bẻ em nhiều khi gửi mà nói ở đây mẻ chút xíu sao mày không nói tao nghe. Trời ơi, có nó máy bãi thì nó phải có này có kia chứ đâu có hoàn hảo được hết anh em. Nhưng mà bình chung cái hình thức của nó còn rất là ok, buji đứng luôn nè ha. Máy này khắc cái chữ Makita 3D luôn, và cái lốc của bên trong còn rất là đẹp ha. Chế là chế quanh rồ tự động nữa nè. Rồi con T52 này 2,3 triệu. Con này thì máy 4 hì, mình tính theo ngựa đây, là một ngựa mốt ha. Tức là nó khỏe hơn so với cái hàng mà
26cc là nó khỏe hơn nữa nghe nè, tại 4 thì mà. Chụp này chờ lập tôi nghe nè, đó nó nổi ra như xe máy gì chưa không? Rất là đơn giản. Rồi con T52 này 2.3 ha. Cái tiếp nữa là cái con Honda GX22. Con này thì cái xác của nó rất là bự nha. Nhưng mà nó chạy như vậy thì nó cái xác nó chạy như nó bự thì chạy nó rất là đầm. Rồi với lại nó tản nhiệt rất là tốt. Cái tum này là bằng nhôm luôn. Đó, cái con này cái thằng GX25 vậy chứ không chạy bằng thằng này đâu. Thằng này là kiểu là dữ đó. Đó, cái chụp giật của nó giật còn nhẹ hơn GX25 nữa. Với lại cái tay ghi đông của nó nè anh em không, cái dòng cao cấp của nó khác, nó làm nó uốn lượn nên là cầm cái tư thế cầm mình rất là sướng. Rồi cái ga của nó là ga bóp luôn, đây cũng là ga bóp luôn, công tắc ở đây, đẩy lên là on, ủa đẩy lên là tắt máy nha. Thì chắn cỏ zin đó, anh em nào không thích cái chắn cỏ hơi mẻ chút xíu thì cứ nói em hai cái chắn cỏ khác bình thường, tại zin của nó về như vậy. Rồi con này thì Honda T53, con này 2.4 giá hôm nha, rẻ. Rồi giật thử cho anh em coi, con này thì nó nổ giống như xe máy mà vậy đó. Thì là mình sẽ nghe được cái tiếng cam cò nó đánh, nghe rất là đã, phê cái lỗ tai ha. Đó, nhớ lại hồi xưa mấy chiếc cúp đồ ha. Rồi đây là chế quanh rồ tự động luôn, con T53 này 2.4 nha, giật siêu nhẹ. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì nhớ gọi giùm em qua số hotline 0967100003 để chốt mấy cái con máy cắt cỏ đây. Anh em nhớ giùm em cái mã đây nha, chứ anh em đừng nói bán tao con Honda nhiều khi em không nhớ nha, tại vì em quay nhưng mà vợ em nó chốt ha, nên là anh em cứ nhớ giùm em cái mã chứ đừng nói mà Honda Makita con đầu tiên cuối cùng là không biết, khó lắm. Rồi cái tiếp nữa là cái con T54 ha, con T54 này 1.850.000 nha anh em, 1.850.000. Cái con này ngon nha, ngon ở chỗ là cái xích mới 100% về anh em đưa vô anh em cưa luôn, khỏi cần phải giũa xiết gì lại hết. Với lại cái xích mới này ha, nếu mà anh em xài mà xài gia đình anh em cưa ha, 2 năm nữa chưa cần phải mua bộ xích nha anh em, anh em cứ yên tâm cái khoản đó nha. Với cái lam của nó là giống sao giống cái lam Latin lắm nha, rất là ngon nha, không có thấy cái bi ở đây luôn á. Đó, con T54 1.850.000 ha, 30cc nha anh em. À, lấy kéo anh, ủa lấy cây hước anh à, lấy cây căng qua đây luôn. Rồi con này xích mới 100% nha anh em, nên anh em lợi được cái đó. Con này lam nó 3,5 tấc nha, T54 1.850.000, em giật thử cho anh em coi. Chốt chưa? Đó, anh em nhìn gỗ nè, gỗ dữ chứ không phải chơi đâu, nó ăn một cái một mà. Ngày xưa cái trên kênh em làm sách cái con này đi cưa nguyên cái bụi tre luôn, nhỏ mà có vỏ là nó đó ha. Rồi cưa ăn rất là nhanh luôn, tại nó xích mới. Còn mấy xích này thì anh em chịu xóa về vỗ chút xíu, con này thì nó xích zin nhưng mà anh em cần ha. Rồi đưa vô cân, con này 3,8 kg nha anh em. Đây, còn cái con T55 này là xích zin nhưng mà anh em thấy không, cái xích zin nó cũng còn rất là dày. Đây xích bên em còn bán là rất là dày nè, đây là xích mới 100% nè, còn con này xích zin nè nó cũng có 95%. Đó, con T55 này 1.850.000, con này thì là Tanaka, nó đi Calamicho nè, rất là đẹp ha. Nhưng mà cái máy này bự hơn nha, con này Tanaka là 33, con này 33cc, con này 30cc thôi, mà anh em thấy không, 30cc cưa cái phẹt cái là xong, con này khỏe hơn nữa. Rồi T55 1.850.000 ha. Lam nó là 3,5 tấc nha anh em, lam 3,5 tấc, 33cc, đưa lên cân. Con này 4,2 kg anh em ha, 4,2 kg do máy nó bự hơn. Rồi kế tiếp nữa là cái con T56, con này còn giữ nữa, con này là Shinawa, con này thì 2.9 nha,
ba xin qua 345, con này thì nó khoảng là 36cc, con này nó còn bự hơn hai con đó nữa, con này thì nó thuộc dạng tay dài, hai con đó tay cục. Hôm qua về cũng được nhiều lắm mà mấy anh em lại tiệm mua hốt hết trơn rồi, bữa nay lúc quay còn có được có ba con này đó. Rồi Sinawa, cái đặc trưng của thằng Sinawa này là chạy nó rất là bốc và càng chạy nó càng mướt nha. Nhìn cho chỉ có cái nó khó một cái là giá nó hơi tiền nó hơi cao thôi, còn anh em đã xuống tiền được rồi thì xài nó rất là sướng ha. Rồi T56 2.9, con này cưa củi, cưa gia đình, cưa gì cũng được, hoặc là mới xài với máy cưa lần đầu chơi được con này cũng ok luôn. Con này cái núm chỉnh anh tì nó đây ha. Đây nữa ha, T56 2.9 anh em. Đó thì anh em thấy cái lô nào mà nó ít ít á thì em sẽ tranh thủ em nổ thử cho anh em coi, tại vì nổ nó rất là tốn thời gian. Đó chứ không phải mà không cái này kia đâu, máy là bên em bao ngon cho anh em. Cái nào không ngon là trả cọc liền. Rồi con này số điện thoại bên em ha. Và bây giờ em sẽ tới là máy bơm. Thì anh em á, có nhiều anh em cứ nói bình luận ở trên kênh nói với em là quay mấy máy bơm nhưng mà tao không biết là cái lượng bơm nước nó làm sao. Thì bây giờ trước khi mà vô mấy máy bơm đó em sẽ quay cho anh em một cái con này. Cái con này thì cái lưu lượng của nó sẽ giống với những cái con này từ đây à, nhưng mà mấy con này bơm dữ hơn nữa nha. Nè ba thằng này là bơm cánh bướm là bơm nó còn gấp khoảng gấp đôi thằng đó nha. Hai ba thằng này nè, bốn thằng này là bơm cánh bướm là bơm còn khủng hơn nữa. Nếu mà anh em thấy mà trên này nó bơm phê rồi ha, thằng này còn phê hơn nữa ha. Rồi là mấy cái con mà rubin đen nè hoặc là đỏ này nè thì cái lưu lượng bơm là cái tốc độ bơm nó sẽ giống như thằng đó, rồi kể cả mấy thằng này luôn. Rồi riêng thằng này là nó còn bự khủng hơn nữa ha, con này là tới một ngựa rưỡi luôn, 4 thì. Con này thì 3 triệu là nó bơm nó còn muốn gấp đôi cái thằng đó luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ bơm đơn cử thử trước cho anh em một cái con là con T36. Con này là T36 Maru nha. Anh em muốn mua con này vẫn bán được luôn nha. Tại vì con này em đem lên đây để cho nó hút lên thôi. Cái con này là em chỉ cái răng nó gì nè. Rồi này răng 34 nè em chỉ dặn vô thôi chứ em còn chưa đi keo non nữa nghe anh em. Nếu mà đi băng keo non á là nó còn kín hơi hơn nữa, là nó còn khỏe hơn nữa. Còn cái này là không có xài cái lớp B gì hết nha. Đây cái ống trơn chùi nha. Nó cho nó tự hút lên luôn, tại bơm này là bơm nó tự hút bơm. Đây là lưu lượng nó là 115 lít một phút. Cũng áp 36 mét ha. Còn cái ống nước này là cái motor. Em bơm trợ lực vô đây để hồi nó bơm cái nó hết nước. Đó. Đó thấy không? Đó, nó chỉ có tác dụng gì thôi ha. Bơm motor để cho nó bơm ra đó cho nó có nước để cho thằng này nó hút lên, nó hút rồi hồi hồi hết nước. Nó bơm nhiều nhiều đi. Rồi, cho nó dư giả chút xíu đi. Rồi bây giờ mà sẽ nổ thử cho anh em coi nha. Con T36 này thì là nó là chụp giật trợ lực ha. Con này 1.7 Maru 26cc nằm 34 ly luôn á. Nó tự hút lên, anh em lên ga chút xíu rồi cái nó hút lên nè. Đó, chạy hàng không. Ê, ướt cái đống giấy bên đó luôn á. Nó bơm dữ lắm anh em ơi. Giờ không biết sao mà cho nó bớt lại. Cho bay vô vách này luôn đi. Giờ là nó ra gan tay thôi là đủ phê nha. Để dẹp mấy cái này. Trời ơi nó vô. Nó hy sinh vì nghệ thuật cho anh em. Nó bữa nay là hy sinh vì nghệ thuật cho anh em luôn á. Vô nước cái hùng xà bông em luôn rồi. Thứ gì chịu nổi. Đó. Nè mày dữ vô. Nó hút mà thằng này bơm vô hút kẹp luôn nè. Mà mới có khoảng nửa ga rồi đó chứ chưa dám hết ga, nó hết ga dữ nữa. Ganti thôi nè, thấy không? Mà tại vì sao em không quay, tại vì quay nó ướt chẹt tùm em tùm ra hết trơn, lâu lâu mới quay cho anh em lần. Chứ không phải gì, thấy không? Nó mỗi lần mà thử ba cái bơm này nó dơ lắm, nước nhau tùm lum hết trơn, đầy nhà đi. Hết nước rồi nó hụt nè, lên ra lên lại nè. Đó, dữ dội. Được không? Đâu? Kéo hoài, đó. Để qua đây thử rồi. À, bắn luôn ha. Đó, đủ nước luôn anh em. Khoan để cho này nó bơm nó đầy cái đi, em thử cho anh em coi. Nó không đủ nước lên này cấp luôn nên nó hụ lên cái là hết trơn nước luôn. Thử chăm thêm đi. Quá khói rồi. Rồi nẹt cái nữa nghỉ anh em. Rồi, rồi chơi cái nữa nghỉ nha. Hy sinh gì thật luôn, ướt dẹp nhà luôn.
con quỷ này không có chỗ nào để chê đó. Rồi khóa nước nó lại đi em. Rồi con T36 này 1,7 triệu nha. Anh em nào mua cái con đều mua này thì quất liền luôn. Rồi còn cái con T25 này bơm cũng y chang vậy đó. Con này 1,2 triệu. Con này thì bình xăng trên nha. Bình xăng trên thì nó giống như xe máy mình đó. Nó sẽ hơi hao xăng hơn cái hàng bình xăng dưới, nhưng mà nó rẻ. Bù lại nó rẻ tới mấy trăm ngàn, bù lại tiền xăng cũng vậy à. Nhưng mà nó rẻ, nhưng mà bù lại nó dễ sửa chữa nghe anh em. Cái bình xăng trên này nè, anh em không biết cái giống quái gì về máy anh em sửa cũng được nó, tại vì nó rất là đơn giản giống như xe máy mình thôi, nó xài bình xăng con y chang xe máy mình nè. Còn cái hàng đó nó xài da bơm thì nhiều khi nó khó hơn, nhưng mà nó tiết kiệm xăng hơn, cũng giống như xe máy chạy bình xăng con với phun xăng FI vậy đó. Thì nói chung anh em xài ít á, xài cưa lâu lâu mới đem ra tưới gãy tưới vườn hút nước rồi anh em xài con này được rồi, thấy không? T25 1,2 triệu Kawasaki đó. Cái lưu lượng nó cũng giống vậy luôn, cũng tự hút 1,2 triệu. Còn anh em mà muốn bơm khủng hơn, bơm mà muốn gấp đôi cái hàng đó đó, thì anh em lấy mấy con này. Con này Robin cắm bướm. Con bên đó cái nồng của nó có 34 ly thôi. Thằng quỷ, mấy quỷ này là cái nồng nó tới 40 ly. Cái máy nó bự hơn. Cái lưu lượng của nó cũng khủng lắm. Là 140 lít một phút nha anh em. Thằng bên kia là 115 à. Rồi lưu cọc áp của nó cũng cao hơn 45m. T26 1,4 triệu. T27 1,4 triệu. Robin cánh bướm. T28 cũng 1,4 triệu luôn. T29 này cũng 1,4 triệu luôn. Nhưng mà Robin này Robin lùng. Robin gầm hấp. Đó, anh em thấy nó cái gầm của nó hấp hơn không? Con này xịn hơn. Anh em nào mà hít cái dòng cánh bướm thì nên tranh thủ lấy thằng này. Đây này nó đẹp hơn nè ha. Con này thì nó đẹp hơn. Cột áp con này 43m. Mà đặc biệt là cái vàng lóc nhôm của nó rất là đẹp nha. Đó. Rubin lùng đó. Rồi, còn con T30 31 này thì nó giống như cái hàng bên đó nha. Cái hàng bên đây thì 26cc, mấy con này thì nó 25cc, nó hua có 1cc bơm y chang à. Nhưng mà có cái là nó gọn hơn cái hàng em thử. Nó gọn nhẹ hơn. Đó, con này Rubin chụp giật nó chạy lật luôn. Con T30 này 1,5 triệu ha. Đó, con này nó được cái nó tặng cho anh em cái đầu này luôn nữa. Anh em đưa dây anh em xiết củ dê vô nó hay luôn ha. Rồi T31 này cũng 1,5 triệu luôn. Đó. Con này thì nó khác, con này nó xài cái chế giống chế cắt cỏ hai kim. Anh em có thể tăng chỉnh được cái độ bốc, độ chạy tiết kiệm xăng đồ các kiểu. Nó có thể chỉnh được ha. Còn bên đây này chạy tự động ha. T32 này cũng chạy tự động luôn. Đó. Với lại có nhiều anh em thì hít tay ga nó nằm ở đây, nó có nhiều đời khác nhau ha. Ga nằm đây nên tới đâu giữ tới đó, nhưng mà có nhiều anh em hít cái tay ga giống như cắt cỏ ở đây, thì tùy anh em muốn lấy cái loại nào thì lấy nè, nó nằm gì tại nó bằng giá nhau mà ha. Rồi ba con này là đen, rồi con mèo thì nó cũng khác cái là màu đỏ thôi đó. Con T33 con này màu đỏ nó sáng hơn, đẹp hơn đó. Theo em thì em hít cái màu đỏ, còn anh em mà lấy cái màu đen mà chương lão, mà anh em nào mà hốt cái màu đỏ rồi anh em lấy màu đen. Rồi giờ em hít tháo này ra sơn lại màu đỏ. Còn máy này nước sơn zin nha. Máy này nước sơn zin của nó nha. Rồi mấy con này thì lưu lượng nó 110 lít phút 35m, cũng giống thằng kia vậy đó. Rồi T34,5 triệu luôn. Rồi con T35 này thì là y xì với cái con Maru bên đó. Con này 26cc chụp giật nó trợ lực ha. Con thì nó trợ lực, con này nhìn nó bề thế nó đẹp hơn, với lại đời nó cao. Đó. Máy rất là đẹp nghe nè. Con này Cosin. Mấy cái ụ bơm này nè là cái hiệu máy có thể là Rubin nè anh em không, có thể là Mitsu nè, có thể là Maru nè, có thể là Rubin hay là Kawasaki gì đó, nhưng mà tất cả các ụ bơm này, 90% các loại các ụ bơm này là do tập đoàn Cosin nó sản xuất. Cosin mà hàng này đây nè, Cosin chữ này nè, là do cái ụ bơm này là do cái tập đoàn Cosin sản xuất, mà cái hàng này là cái máy của thằng Cosin luôn, nên là vừa máy vừa bơm là Cosin, nên là chạy nó hiệu suất nó rất là cao nha. Rồi con này T35 1,7 triệu ha. Con này T37 này là 1,7 triệu luôn. Con này thì nó cũng bằng cái công suất với cái hàng em thử bơm đó đó. Nhưng mà con khá là cái máy này là máy TU26, tức là máy Mitsubishi. Đó, cái máy này thì nó ngon ở chỗ là nó xài cái động cơ Mitsubishi nên nó đã hơn, với lại cái tay ga nó êm nè. Tay ga nó đi theo cái dạng ngang. Đó. Ở đây tay ga kiểu cắt cỏ thấy không? Tay ga này kiểu lên xuống. Tay ga này kiểu dạng ngang. Theo em á thì em thích cái tay ga kiểu dạng ngang này nhất, nó tiện, nó gọn. Quơ lại nó dễ ha. Đó, con này thì là T37 1,7 triệu. Rồi còn T39 này là 3 triệu. Con này còn khủng hơn ha. Mấy con này thì cái lưu lượng nó tính theo ngựa đi thì nó tầm khoảng 1 HP tới 1,2 HP. Còn cái con này là 1,5 HP, mà là động cơ 4 kỳ nữa. Thì hàng này là chúa tể của những cái sự tiết kiệm xăng. Nó động cơ 4 kỳ Cosin 4 kỳ, có trợ lực luôn nha nè. Con này em giật thử cho anh em coi, nhưng mà chưa châm nước, chỉ giật thử cho anh em nghe tiếng máy thôi ha. Châm cho anh chơi. T39 3 triệu, con này hàng hiếm nha anh em. Anh em nào mà khoái cái dòng 4 hì là anh em phải mua cái con này liền, tại vì hiếm lắm, mấy chục lô nó mới về được một con này đó. Còn anh em nói mấy chục lô nó mới về, mà giờ vì phụ tùng nó dễ kiếm không mày, tao sợ mấy chục lô về hiếm quá lỡ hư gì kiếm một con là sao, thì bao la nghe anh em ở này. Máy này em bán mười mấy năm mà phụ tùng anh em khỏi lo đi, chập chờ lực luôn ha.
94 nghìn rồi đó. Rất là nhạy ha, chụp trả lời. Dây giật rất là trắng nha. Dây này dây ghim của nó luôn đó nè. Tại con này nó bơm là khủng nhất nên là em cố tình em không có muốn gắn vô rồi, tại gắn vô cái con nó đại trà thôi, còn gắn con này nó bơm còn dữ hơn nữa. Rồi T39 3 triệu ha. Rồi như vậy trong cái lô này anh em nào hít cái máy nào thì nhớ gọi giùm em qua số hotline là 0967100003 ha. Đấy. Rồi đây là lô T nối dài, còn đây là cái lô T đầu tiên em sẽ cho lên đường sau khi em quay cái video clip này xong. Đó, em làm việc rất là hiệu quả, vừa xong cái này là quay cái lô khác xong rồi lại nghe điện thoại xong rồi là tiếp cứ cái dòng lỏng ngoẩn gì hoài đó ha. Rồi anh em nào thấy hay cho em xin một cái lượt like, còn anh em nào chưa bấm đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh để nhận tất cả các thông báo, để khi mà em lên video thì nó báo qua cho anh em ha. Rồi ngày mai em lên lô, nếu mà anh em nào mà không thấy nó báo thì coi lại báo lại để em báo đề xuất với bên YouTube coi nó có bị lỗi gì không ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều, hẹn anh em ở những video tiếp theo.